Dạ vâng ạ. Kính thưa các thầy trong ban hội đồng và thưa quý đồng nghiệp, cái bài trình bày của em hôm nay thì nó sẽ liên quan một phần đến cái điện quang can thiệp và chuyên ngành ngoại khoa, chính là cái kỹ thuật định vị Hook Wide dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính trước phẫu thuật nội soi lồng ngực. Thì như các anh chị đã biết, ung thư phổi thì nó là một cái nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam cũng như là các nước ở trên thế giới, và cái tỷ lệ mắc ung thư phổi thì càng ngày càng tăng, và do vậy và cái việc sàng lọc và chẩn đoán sớm các cái tổn thương mà ung thư phổi có vai trò quan trọng trong việc điều trị sớm cũng như là cái tiên lượng tốt cho người bệnh, nó sẽ cải thiện tốt cái tình trạng sống thêm cho bệnh nhân. Và ngày nay thì cái việc sàng lọc nó sẽ được được thực hiện dưới máy chụp mạch số hóa xoắn nền. À, dưới máy chụp cắt lớp vi tính, cái liều tia thấp LDCT được áp dụng cho các cái đối tượng có nguy cơ cao như là người trung niên hoặc là người già, những người có cái tiền sử hút thuốc lá, hoặc là tiền sử gia đình có người bị mắc ung thư phổi, hoặc là những cái trường hợp mà có tiền sử phơi nhiễm cũng như là cái bệnh phổi mãn tính như là xơ phổi, thì chụp cắt lớp vi tính liều thấp có thể phát hiện sớm các cái tổn thương, đặc biệt là những cái nốt mà có đường kính dưới 10 mm. Tuy nhiên ở đây một cái vấn đề y tế cần phải đặt ra chính là sau khi mình phát hiện các cái tổn thương mà có kích thước dưới 10 mm rồi thì việc chẩn đoán điều trị cũng như là theo dõi và quản lý các cái nốt này như thế nào. Đối với những cái tổn thương mà dưới 10 mm, việc tiếp cận chẩn đoán bằng cái sinh thiết xuyên thành ngực hoặc là sinh thiết qua nội soi phế quản nó sẽ có một cái tỷ lệ âm tính giả khá là cao. Và người ta nhận thấy rằng thì trên 50% những cái trường hợp mà có nốt tổn thương ở phổi thì nó sẽ có nguy cơ ác tính, và mình chỉ đặt ra cái chẩn đoán loại trừ khi mà mình có các cái chẩn đoán khác thay thế. Và một cái giải pháp người ta đưa ra hiện nay với sự phát triển của y học chính là cái phẫu thuật nội soi lồng ngực có hỗ trợ của video. Thì cái phương pháp này được xem là cái phương pháp vừa chẩn đoán và vừa điều trị các cái tổn thương mà nốt nhỏ ở phổi. Thì về ưu điểm của phương pháp này, đây là một cái phương pháp có thể xem là xâm lấn tối thiểu vì nó sẽ loại trừ được tổn thương và bảo tồn tối đa nhu mô phổi lành. Cái thứ hai đó là cái phương pháp này được xem là an toàn, hiệu quả và tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên thì một cái nhược điểm lớn của cái phẫu thuật nội soi lồng ngực ở đây là cái khả năng xác định các cái nốt nhỏ tổn thương ở phổi, đặc biệt là những cái nốt có đường kính dưới 10 mm, những cái nốt mà nằm sâu trong nhu mô trên 5 mm hoặc như là những cái tổn thương dạng kính mờ. Thì trong quá trình phẫu thuật, các cái phẫu thuật viên có thể xác định các cái nốt này dựa vào cái phương pháp khác nhau cũng như là cái kinh nghiệm về mặt lâm sàng. Cái đầu tiên thì mình có thể là các phẫu thuật viên có thể sờ nắn cái tổn thương mô, tuy nhiên cái này nó sẽ chỉ phát hiện được các cái tổn thương mà nó nằm ở bề mặt của màng phổi hoặc là các cái tổn thương mà có mật độ chắc. Cái thứ hai là có thể sử dụng cái siêu âm trong mổ, tuy nhiên cái siêu âm trong mổ thì nó sẽ bị hạn chế bởi vì phổi nó là cái môi trường truyền âm rất là kém do là chứa khí. Và cái thứ ba, người ta có thể sử dụng các cái phương pháp định vị trước mổ. Thì em xin được nói sơ qua về các phương pháp định vị u phổi trước mổ. Cái phương pháp định vị u phổi trước mổ nó sẽ chia thành hai cái nhóm chính. Cái nhóm thứ nhất chính là cái tiêm chất chỉ thị màu. Gồm mình có thể tiêm xanh metilen, liberidone hoặc là mình cấy vào đây các cái chất định vị phóng xạ. Cái nhóm thứ hai là người ta sẽ đưa vào đây một cái vật liệu kim loại, trong đó có thể đưa vào đây một cái vòng xoắn kim loại hoặc mình đưa vào đây một cái dây dây định vị có móc hay còn gọi là Hook Wide. Trên hình ảnh này thì mọi người có thể nhìn thấy đây là cái phương pháp định vị đầu tiên mà được sử dụng trong quá trình định vị u phổi trước phẫu thuật. Thì cái việc bơm xanh này nó được cái quy trình kỹ thuật thì nó diễn ra khá đơn giản. Đôi kim và tiếp cận đến vị trí nội khoa, mình bơm với cái thể tích khoảng từ 3 đến 5 ml xanh quanh cái vị trí của cái diện khoa và kéo ra và bơm ở bề mặt của màng phổi. Khi mà mình bơm xanh ở đây thì các cái phẫu thuật viên có thể xác định một cách dễ dàng cái vị trí của khối u thông qua sự hiện diện của cái xanh ở cái bề mặt của màng phổi. Tuy nhiên cái việc mà sử dụng cái kỹ thuật bơm xanh này nó có một số hạn chế nhất định. Cái hạn chế đầu tiên của bơm xanh này chính là sự
sự lan tỏa của xanh metilen này ở bề mặt của màng phổi. Vì vậy mà đối với những cái trường hợp mà mình định vị bằng bơm xanh metilen thì thông thường bệnh nhân phải được phẫu thuật trong vòng 2 giờ. Vì những cái trường hợp mà phẫu thuật muộn sau 2 giờ thì sự lan tỏa của xanh metilen ở bề mặt màng phổi ấy, thì nó sẽ gây ra khó khăn cho quá trình định vị u phổi của cái phẫu thuật viên. Cái kỹ thuật thứ hai thì người ta có thể sử dụng thay thế bơm xanh metilen. Ở đây người ta có thể bơm libolidone. Thì bơm libolidone quanh cái diện của khoa cũng có thể khắc phục được cái nhược điểm của bơm xanh metilen, là bệnh nhân sau khi mà làm can thiệp xong thì có thể được phẫu thuật trì hoãn từ 1 đến 7 ngày. Tuy nhiên thì đối với cái trường hợp bơm xanh bơm libolidone này thì nó sẽ có một cái nguy cơ, đó là tăng cái nguy cơ phơi nhiễm cho phẫu thuật viên, bởi vì cái quá trình phẫu thuật mình phải được tiến hành dưới cái máy chiếu X quang, tối thiểu là cái máy CM hoặc là máy chụp mạch xóa xoắn nền. Cái thứ ba là mình có thể sử dụng cái phương pháp bơm cái một cái đồng vị phóng xạ, ở đây hay dùng nhất là technetium 99m. Thì việc bơm một cái chất đồng vị phóng xạ ở quanh cái vị trí của khối u thì giúp cho kỹ thuật viên có thể xác định một cách dễ dàng cái vị trí của cái nốt tổn thương này. Và đặc biệt là sử dụng các cái đầu dò gamma, các cái phẫu thuật viên có thể xác định một cách dễ dàng các cái nốt tổn thương ở các cái góc độ khác nhau và nó không phụ thuộc vào cái quỹ đạo đi kim. Tuy nhiên thì cái nhược điểm của cái phương pháp này nó cũng không kém. Nó có rất là nhiều nhược điểm. Cái nhược điểm đầu tiên thì nó sẽ liên quan đến cái vấn đề phơi nhiễm và quy trình xử lý các cái dụng cụ mà có chứa chất phóng xạ. Cái nhược điểm thứ hai là trong quá trình làm kỹ thuật, khi mà mình bơm một cái chất định vị phóng xạ vào mà nó dây ra ở bề mặt màng phổi thì quá trình định vị của phẫu thuật viên gần như là thất bại. Và cái nhược điểm thứ ba của cái bơm cái chất định vị phóng xạ này trong quá trình mà định vị u phổi, mà mình bơm cái chất định vị phóng xạ vào trong cái mạch máu của bệnh nhân, thì lúc này nó sẽ làm tăng cái liều xạ và cái quy trình mà định vị này nó sẽ phải dừng lại. Trong cái nhóm thứ hai thì cái nhóm mà cái vật liệu kim loại, đối với cái vật liệu kim loại thì người ta thường sử dụng hai phương pháp. Một là cấy vào cái vòng xoắn kim loại hay còn gọi là microcoil. Và cái thứ hai mà sau đây em sẽ trình bày về mặt kỹ thuật chính là cấy một cái dây dẫn bằng kim loại có móc. Thì cái kỹ thuật đầu tiên, đây là toàn bộ cái quy trình mà mình cấy một cái vòng xoắn kim loại để định vị ở vị trí khối u. Sau khi mình đã đi kim vào tiến sát cái vị trí khối u này rồi thì cái vòng xoắn kim loại được thả ra. Sau đó mình sẽ rút kim đến bề mặt của màng phổi, tiếp tục cấy một cái vòng xoắn kim loại theo cái đường đi của quỹ đạo của kim ở bề mặt của màng phổi. Và trong quá trình phẫu thuật nội soi thì bác sĩ có thể dễ dàng nhận định được cái tổn thương vị trí của u ở đâu dựa trên cái sự hiện diện của cái vòng xoắn kim loại ở bề mặt của màng phổi. Ở đây cũng là một cái kỹ thuật mà cấy một cái vòng xoắn kim loại ở cái vị trí của khối u, nhưng mà nó là sử dụng cải biến hơn và khắc phục được cái nhược điểm của cái cấy vòng xoắn kim loại trước. Cái kỹ thuật trước thì cái vòng xoắn kim loại mình sẽ phải cấy ở bề mặt của màng phổi và kỹ thuật viên có thể quan sát được cái vị trí của vòng xoắn kim loại trong quá trình phẫu thuật. Tuy nhiên thì nó có một cái nhược điểm là cái sự dao động của nhu mô phổi nó có thể gây ra tình trạng rách màng phổi và gây ra cái tình trạng là tràn khí màng phổi. Thì ở đây một cái kỹ thuật thay đổi là người ta sẽ cấy một cái vòng xoắn kim loại ở hai vị trí, ở đầu gần và đầu xa. Ở đầu gần và đầu xa ở cái vị trí khối u này. Nó sẽ hạn chế được cái nhược điểm của cái phương pháp cấy ở phía trước, nó là không làm rách nhu mô phổi. Tuy nhiên cái này nó sẽ có một cái nhược điểm là cái phẫu thuật viên thì được tiến hành mổ. Đối với cái phẫu thuật viên, đối với những cái trường hợp mà mổ, trong những trường hợp mà cấy như thế này thì phẫu thuật viên cần phải được tiến hành dưới cái máy chiếu X quang, máy CM hoặc là máy chụp mạch xóa nền, bởi vì là trên cái chiếu X quang mình mới có thể xác nhận được cái vị trí của khối u tương ứng với vị trí của vòng xoắn kim loại. Một cái kỹ thuật định vị mà có thể nói đây là cái kỹ thuật định vị mà an toàn nhất cũng như là cái chi phí rẻ nhất và cái kỹ thuật thì nó là hiệu quả nhất, chính là có một cái dây dẫn kim loại. Đây là cái hình ảnh dây dẫn kim loại sau khi đã được cấy và quá trình mở màng phổi thì mình có thể dễ dàng xác định ra cái vị trí của cái dây kim loại này và phẫu thuật viên có thể dễ dàng loại bỏ được các cái tổn thương ở bên trong nhu mô phổi. Thì đây là về mặt quy trình, thì quy trình của cái cấy một cái dây dẫn kim loại hay còn gọi là hook wire, là một cái dây dẫn có móc. Ở đây thì bắt buộc phải có một cái kim dây định vị. Cái kim dây định vị này có cấu tạo khá là đơn giản. Một cái kim dây có kích thước 21G, và cái kim dây này thì
cái kim dây này nó có cái đầu, một đầu nó có mốc, và sau khi mình rút cái kim này ra thì cái mốc này nó sẽ bật vào cái nhu mô phổi ở cái vị trí chứa u, và toàn bộ quy trình của cái định vị kim dây này mình sẽ được tiến hành trong cái khép kín và vô khuẩn. Em xin được báo cáo một cái trường hợp bệnh nhân nam sinh năm 1959, thì bệnh nhân này có một cái tổn thương ở nhu mô phân tử lưỡi từ trên của phổi trái. Ở trên cái bệnh nhân này thì mình có thể thấy tổn thương này khả năng như là ác tính cao, và kích thước của vi khoa đo được nó từ 8 x 8 đến 10 mm, và bệnh nhân này nó có một cái hạch bờ tròn ở vị trí giống phổi bên trái, và cái khả năng ác tính của bệnh nhân này thì nó là ca phổi ác tính khá là cao. Thì sau khi được hội chẩn thì bệnh nhân này có cái chỉ định phẫu thuật qua nội soi và được định vị trước phẫu thuật. Ở đây trước, đối với một cái quy trình định vị thì cái chụp cắt lớp vi tính bao giờ mình sẽ thực hiện trước để xác định được cái vị trí của cái tổn thương. Mình xác định được cái quỹ đạo đi kim cũng như là cái khoảng cách từ cái tổn thương đến bề mặt của da. Và sau khi mình đã xác định được cái vị trí đi kim cũng như là quỹ đạo đi kim rồi thì sau đó mình sẽ tiến hành đi kim. Và cái quá trình đi kim thì đầu tiên mình sẽ đi kim qua cái thành ngực và vào trong, qua thành ngực và vào trong nhu mô phổi. Về mặt kỹ thuật thì khi mà đi kim qua cái màng phổi vào trong nhu mô phổi thì cái động tác đi kim nó phải dứt khoát, và thứ hai nó là kim nó phải nằm sâu trong nhu mô phổi trên 1 cm. Ở đây nó sẽ hạn chế được cái biến chứng là biến chứng tràn khí, khi mà kim, cái đầu mũi kim nó sẽ nằm gần cái màng phổi, gần bề mặt của màng phổi quá thì cử động hô hấp của bệnh nhân nó sẽ làm co kéo và gây rách cái màng phổi, và nó gây ra cái nguy cơ tràn khí trong quá trình phẫu thuật. Nên cái kỹ thuật đi kim này quan trọng nhất là mình đi kim qua bề mặt của màng phổi và cố gắng chọc xuyên qua cái nhu mô phổi tối thiểu là 1 cm. Sau khi mình đi kim và cái quỹ đạo của kim nó đúng rồi thì mình tiếp tục đi kim đến sát cái vị trí của khoa và rút kim ra, thì cái đầu mốc nó sẽ bật vào cái nhu mô phổi chứa u. Và đây là cái hình ảnh mà sau khi mình đã định vị, đây là cái hình ảnh sau khi mình đã định vị cái khối u và cái kim dây mình đã được cố định ở ngoài da. Bệnh nhân này sau đó đã được chuyển lên phòng mổ và cái tiến hành phẫu thuật nội soi. Thì đây là cái hình ảnh phẫu thuật nội soi, các kỹ thuật viên có thể xác định được cái đường vào qua cái vị trí của cái chọc kim qua da. Thứ hai là khi mà mở màng phổi ra thì mình có thể xác định rõ được cái đường đi của dây ở cái khoang màng phổi. Và bệnh nhân này thì thực hiện một cái kỹ thuật chính là cái cắt phân tử phổi kết hợp với cả cái bóc hạch ở vùng giống phổi bên trái. Và trên cái hình ảnh này các anh chị có thể nhìn thấy đây là cái nốt tổn thương mà mình đã lấy ra, và đây là cái vị trí của kim sẽ nằm sát cái nốt tổn thương. Và cái kết quả cuối cùng về mặt giải phẫu bệnh, bệnh nhân này được chẩn đoán là cái ung thư biểu mô tế bào nhỏ và có di căn hạch rốn phổi cùng bên. Đây là cái hình ảnh mà chụp kiểm tra lại sau 1 tháng, thì cái tổn thương nhu mô phổi còn lại là cái sẹo xe và cái hạch ở vùng rốn phổi bên trái đã được bóc tách. Một trường hợp thứ hai chính là một cái trường hợp mà tổn thương khả năng là lành tính, nhưng mà do bệnh nhân không có cái nhu cầu theo dõi và cần phải phẫu thuật, bệnh nhân muốn phẫu thuật và loại bỏ cái tổn thương này. Thì ở đây cái tổn thương này thì đo được cái kích thước rất là nhỏ, từ 6 đến 8 mm, và cái tổn thương này là cái tổn thương, nếu mà về mặt hình ảnh nó là cái tổn thương cạnh vách và có lắng động vô hóa. Và qua hội chẩn và cái nhu cầu của bệnh nhân muốn điều trị triệt căn thì bệnh nhân này cũng được phẫu thuật nội soi, và cái tổn thương này nó nằm sát ở cái bề mặt của màng phổi. Nên quá trình cái chiến lược phẫu thuật nội soi ở đây là sẽ là cắt ghép đối với cái tổn thương này, và để cắt ghép ở tổn thương này thì cũng cần phải định vị trước phẫu thuật. Thì đây là cái hình ảnh chụp cắt lớp vi tính trước phẫu thuật để mình xác định cái vị trí của khối u, xác định cái đường vào cũng như là cái khoảng cách từ khối u đến bề mặt của da, và cái quá trình đi kim thì cũng tương tự vậy. Và khi kim là định vị đến sát vị trí của khối u, mình rút kim ra để cái đầu mốc sẽ bật vào nhu mô phổi chứa u. Và sau đó cái kim định vị nó sẽ được cố định ở bề mặt da của bệnh nhân. Bệnh nhân sau đó sẽ được chuyển vào phòng phẫu thuật để tiến hành cắt ghép. Thì trên cái hình cắt ghép này mình có thể quan sát rất là rõ qua cái có sự hỗ trợ của video, thì các cái phẫu thuật viên có thể dễ dàng nhận ra cái vị trí của cái dây dẫn kim loại này và loại bỏ các cái tổn thương ở phổi.
và cái ngành dòng bệnh chính là cái tổn thương lành tính u hạt hyalin hóa. Đây là cái ngành chụp lại kiểm tra sau một tháng thì cái tổn thương cắt ghép nó chỉ còn nhu mô phổi, còn lại cái phần sẹo sơ như trên hình ảnh. Thì đối với một kỹ thuật đi kim ở đây nó có một cái các cái nguyên lý cơ bản như sau. Cái nguyên lý đầu tiên, cái lựa chọn đường đi kim phải là ngắn nhất, và để mà đi kim theo cái đường đi ngắn nhất có nghĩa là kim đi phải vuông góc với bề mặt của màng phổi hoặc là vuông góc với bề mặt của da. Cái thứ hai là mũi kim nên đi sâu vào trong nhu mô phổi trên 1 cm. Cái này nó sẽ làm giảm thiểu cái nguy cơ cái tràn khí màng phổi trong quá trình làm thủ thuật. Và đối với những cái trường hợp mà tràn khí màng phổi trong quá trình làm thủ thuật mà tràn khí ở mức độ nặng thì có thể gây ra cái thất bại quá trình định vị. Cái nguyên lý thứ ba của cái định vị bằng kim dây ở đây là cái kim thì nên đi sát với cả nốt và không nên đi xuyên qua nốt. Cái này thì người ta cho rằng việc đi kim xuyên qua nốt nó sẽ làm tăng cái nguy cơ gieo rắc cái tế bào ung thư dọc theo cái đường đi của kim chọc. Và cái nguyên lý thứ tư đó là cái tiến hành phải linh hoạt, tránh xuyên kim qua hai rãnh niên thủy hoặc là tránh xuyên kim qua hai thủy phổi. Về tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân đối với những cái trường hợp mà định vị trước phẫu thuật nội soi ở đây thì đa phần những cái trường hợp định vị này được chỉ định tốt đối với những cái trường hợp mà nốt tổn thương có kích thước nhỏ dưới 10 mm, những cái tổn thương nằm sâu trong nhu mô phổi hoặc là những cái tổn thương dạng kính mờ, những cái tổn thương mà không thể tiếp cận chẩn đoán bằng các cái can thiệp khác như là sinh thiết xuyên thành ngực hoặc là sinh thiết qua nội soi phế quản. Đây là một số chứng chỉ định. Một số chứng chỉ định này như là tình trạng toàn thân nặng, những cái trường hợp mà tràn khí hoặc là tràn dịch màng phổi, những cái trường hợp mà chấn thương ngực hoặc là những cái trường hợp mà bệnh nhân có cái nhiễm khuẩn trong vòng một tháng. Về biến chứng của cái kỹ thuật định vị kim dây dưỡng dẫn của trục cắt lớp vi tính thì đa phần các cái biến chứng này đều là cái biến chứng nhẹ, hầu như là không cần phải điều trị và cũng không để lại các cái di chứng. Trong các cái nhóm biến chứng của cái định vị kim dây mình có thể chia làm hai nhóm chính. Cái nhóm thứ nhất chính là cái biến chứng thường gặp, hay gặp nhất là tràn khí màng phổi và chảy máu phế nang. Cái biến chứng mà hiếm gặp thì có thể là di lệch kim dây sau định vị và cái biến chứng tắc mạch do khí. Cái tràn khí màng phổi thì cái xác suất nó gặp khoảng từ 7-50% các cái trường hợp. Tuy nhiên tất cả những cái trường hợp mà tràn khí màng phổi thì đều ở mức độ nhẹ và không để lại di chứng. Biến chứng thứ hai là cái biến chứng mà chảy máu phế nang trong quá trình mà mình đi kim vào nhu mô phổi thì cái nó có thể gặp trong khoảng từ 7-15% các cái trường hợp. Cái biến chứng này thì đa phần ở mức độ nhẹ và có thể kiểm soát tốt bằng cái điều trị nội khoa. Một trong những cái biến chứng mà hiếm gặp gây nên thất bại trong quá trình làm định vị các cái nốt tổn thương ở phổi chính là cái biến chứng di lệch của cái kim định vị. Cái sự di lệch của kim định vị có thể gặp trong khoảng từ 5-8% các cái trường hợp. Nguyên nhân chủ yếu là do bệnh nhân ho mạnh, do thở mạnh hoặc là do cái chuyển động nửa chân của cơ thể. Thì ở đây để khắc phục được cái sự di lệch của cái kim định vị thì người ta sẽ đưa ra một cái technique, đó là cái gọi là trimming technique. Cái kim dây ở cái vị trí ngoài da của bệnh nhân này, người ta sẽ cắt sát với bề mặt của da. Việc cắt sát kim dây ở bề mặt của da sẽ giúp cho cái kim định vị nó sẽ chuyển động tự do theo cái nhu động, theo cái chuyển động của cái thành ngực trong quá trình thở của bệnh nhân. Nên nó sẽ hạn chế được cái sự di lệch của kim dây. Biến chứng tắc mạch khí thì nó rất là hiếm gặp và nó có cái tỷ lệ khoảng từ 0.02-0.06%. Và cái biến chứng này thì nó sẽ có nguy cơ gây tử vong. Tuy nhiên thì cái cơ chế của cái tắc mạch do khí chưa rõ và giả thuyết người ta cho rằng do khí đi từ ngoài theo cái đường đi của kim chọc vào phổi. Thì qua cái bài trình bày này em xin được đưa ra một số kết luận như sau. Việc định vị cái u phổi dưới hướng dẫn của trục cắt lớp vi tính bằng các cái phương pháp khác nhau nó là một cái giải pháp hỗ trợ rất là tốt trước cái phẫu thuật nội soi lần một. Và trong các cái phương pháp định vị thì định vị bằng kim dây được xem là cái phương pháp định vị an toàn, phù hợp và hiệu quả. Và việc định vị các cái nốt tổn thương nhỏ ở phổi kết hợp với phẫu thuật nội soi thì giúp vừa chẩn đoán và vừa điều trị cho những cái trường hợp mà ung thư phổi hoặc là cái tổn thương u phổi ác tính. Điều này sẽ giúp điều trị sớm và tiên lượng tốt cho người bệnh. Bài trình bày của em đến đây là hết và em xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý thầy cô. Bác sĩ Lượng đã trình bày.